Máy hút chân không thực phẩm, không kén túi. Phiên bản tự động hóa P290B. Hút chân không và hàn dính túi thực phẩm chỉ sau một lần bấm phím, sử dụng tiện lợi hơn. Là phiên bản nâng cấp của máy hút chân không quốc dân P290A, được hầu hết mọi người tin dùng lời. P290BD là phiên bản nâng cấp sở hữu bình lọc thải lớn hơn, dung tích gấp 4 lần so với phiên bản tiêu chuẩn. Từ đó giúp khả năng hút đầu ướt hiệu quả hơn trong quá trình sử dụng máy, cũng như là khâu vệ sinh bảo trì máy được an toàn hơn với phiên bản máy hút chân không P290BD. Tích hợp thêm chức năng thổi phồng túi tiện lợi hơn, giúp bảo quản đồ giòn, đồ dễ nát như bim bim, bánh mì, bảo quản thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày đa năng hơn. Trên tay mình đây là chiếc máy hút chân không P290BD, phiên bản máy hút chân không tự động, không kén túi. Một model nâng cấp của P290A, máy hút chân không quốc dân, đang được mọi người chào đón rất là nhiều. Thì hôm nay, mình sẽ làm một cái video trên tay, cũng như là hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc máy hút chân không P290BD này nhé. Thì đầu tiên, để mọi người có cái nhìn trực quan nhất về bộ sản phẩm của máy, thì mình sẽ nói về các phân loại lựa chọn. Thì phiên bản này chia làm 3 phân loại, đó là bộ tiết kiệm, bộ tiêu chuẩn và bộ nâng cấp. Để dễ phân biệt nhất, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ bộ tiêu chuẩn. Thì phiên bản P290B tiêu chuẩn, bộ phụ kiện đi kèm sẽ bao gồm một quyển sách hướng dẫn sử dụng, một dây chuyển chức năng thổi cho máy và một thanh thông tác vòi hút dùng để vệ sinh bảo trì máy. Thêm nữa là một dây hút nước dùng để vệ sinh bảo trì máy cho vòi hút cũng như đường ống bên trong và 10 túi tặng kèm dùng để chúng ta test máy. Còn đối với bộ tiết kiệm thì chúng ta sẽ lược bỏ đi dây hút nước để vệ sinh bảo trì máy. Và cuối cùng là bộ nâng cấp. Thì bình lọc thải của phiên bản này đã được chúng tôi nâng cấp lên bình lọc thải lớn gấp 4 lần dung tích so với bình lọc thải tiêu chuẩn. Từ đó hút đồ có nước đối với phiên bản P290BD nâng cấp sẽ trở nên tiện lợi hơn, cũng như là việc vệ sinh bảo trì máy sẽ không bị tràn nước ra bên ngoài. Đây là phiên bản được khuyến nghị cho người dùng lựa chọn để có trải nghiệm tốt nhất với máy hút chân không P290B tự động. Để sử dụng được chiếc máy hút chân không P290BD này, thì đầu tiên chúng ta sẽ hiểu sơ về các cái bộ phận của máy trước. Đây chính là chiếc bình lọc thải của máy này, các bạn có thể nhấc lên tháo lên đó hoặc là đóng chặt xuống. Các bạn lưu ý là phần này chúng ta nếu đóng không chặt nắp của bình nước thải thì chúng ta sẽ không hút được nha. Đừng tháo bất kỳ một bộ phận nào ra của máy. Phía trên này sẽ là các bảng điều khiển của máy, thì nút đây là nút giảm, nút tăng là thời gian tăng cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị này. Đây nút này là nút bắt đầu hút hoặc nút dừng, còn đây là nút vòi là điều khiển vòi hút của máy. Đây chính là vòi hút. Bấm một lần nữa thì nó sẽ chui vào, bấm lần nữa chui ra nha. Ở phần dưới đây, cái phần màu xám đây, xám vàng này, chính là chỗ đường hàn miệng túi của máy. Chúng ta sẽ đặt túi lên đây và nó sẽ hàn dính túi ở cái đường hàn này. Đó. Tương tự như vậy, ở bên đây là nắp máy. Và ở bên hông này đây, sẽ có những cái nút để chúng ta mở khóa nắp máy khi chúng ta đóng nắp máy lại. Đấy, đóng xuống. Rồi, muốn mở khóa thì chúng ta phải bấm cái nút ở bên hông này. Đó. Bấm cái nút bên hông này nha. Rồi, để sử dụng được máy, chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái phím bấm cũng như là cái nút bấm. Khi mà chúng ta cho vòi hút nằm bên trong như thế này, không chui ra bên ngoài, nằm bên trong thì thông số hiển thị trên màn hình lúc này là thời gian hàn miệng túi. Thì máy P290BD nó sẽ có 13 nấc hàn miệng túi cho chúng ta, dẫn tới là nó có thể sử dụng được nhiều loại túi dày mỏng khác nhau. Ví dụ như chúng ta sử dụng loại túi hai mặt trơn trong như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng ở mức số 4, số 5 nha. Đó. Còn nếu như chúng ta sử dụng túi dày hơn như là túi bạc trong như thế này, chúng ta sẽ sử dụng ở mức số 7, số 8 nha. Còn nếu chúng ta sử dụng túi in hay là túi giấy, túi càng dày nhất ấy, thì chúng ta càng tăng lên cao. Đó. Cho nên chiếc máy hút chân không P290BD thì được gọi là phiên bản không kén túi khi sử dụng. Và để bắt đầu hút chân không thì chúng ta sẽ cho vòi hút nằm ra bên ngoài. Thì khi vòi hút nằm ra bên ngoài, nó sẽ hiển thị là thời gian hút chân không. Thì đối với các loại túi to thì chúng ta sẽ sử dụng thời gian hút càng cao. Còn đối với các loại túi nhỏ, chúng ta sẽ sử dụng thời gian hút càng thấp nha. Đó. Nhưng mà đầu tiên thì các bạn cứ để lên 20 cho mình để biết được. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ hút thử cho các bạn để các bạn tiện thể tham khảo cách sử dụng chiếc máy hút chân không P290BD này nha. Thì đầu tiên, mình sẽ có một chai bia ở đây và mình sẽ hút bỏ thực phẩm bên trong túi này. Đó. Rồi. Sau đó đầu tiên mình sẽ lựa chọn cái mức hàn miệng túi làm sao cho nó phù hợp. Muốn lựa chọn được mức hàn thì chúng ta sẽ cho vòi hút nằm bên trong như này. Và lúc này nó ở đây là con số 11 thì chúng ta sẽ giảm về.
Đây là túi chân trong, cho nên là chúng ta chỉ ở mức số 5 thôi. Đó. Tiếp đến là chúng ta sẽ bấm cho vòi hút chui ra. Đó. Chúng ta sẽ cho vòi hút nằm bên trong miệng túi và hút căng cái mép túi phần tiếp xúc với dây hàn nha. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ đóng nắp máy lại. Đóng từng bên một, hai bên. Đó. Sau khi đóng nắp máy lại, chúng ta đẩy sát thực phẩm lên về phía vòi hút như thế này. Rồi, chúng ta sẽ bấm nút hút và máy sẽ bắt đầu hút. Rồi, sau khi hút xong, nó sẽ tự động chuyển qua chế độ hàn của chúng ta luôn. Rồi, sau khi máy kêu tít tít là chúng ta mở nắp máy lên bằng cách bấm hai nút bên hông. Nếu chúng ta muốn mở nắp máy nhẹ nhàng, chúng ta nhấn cái nút nắp máy xuống và bấm cái nút bên hông là được. Nhấn nắp máy xuống và bấm nút bên hông. Rồi, kiểm tra thành phẩm thôi. Đấy, các bạn có thể thấy. Chế biến nó đẹp lép luôn. Và đường hàn rất là dày nha, 5 mm. Thì để sử dụng tính năng thổi phồng với máy hút chân không P290BD, chúng ta sẽ mở đây bình nước thải phía sau này đây, bỏ qua một bên, sau đó chúng ta sẽ rút một cái, đó, rút ra như thế này. Rồi, sau đó cái đầu rút ra chúng ta sẽ gắn vào cái lỗ này, đồng này. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ gắn vào cái lỗ bên trái nha, cái đầu đen này sẽ gắn vào lỗ bên trái. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng tính năng hút như bình thường, bấm nút vòi chui ra. Rồi, để thổi phồng thì ví dụ như có một cái đĩa oxy đây, thì tính năng thổi phồng rất là tiện lợi giúp chúng ta bảo quản những cái đồ ăn thừa như là oxy, phim phim, bánh mì, những cái đồ giòn, sữa đắng hay khoai tây chiên. Đó, mình sẽ bỏ vào lên đường này. Đó, bấm nút bắt đầu, những cái thổi luôn. Sau khi thổi xong, mình cảm thấy ok rồi. Hết thời gian nó sẽ tự động hàn ra hoặc chúng ta nhúng vòi đi là nó sẽ hàn luôn cho chúng ta. Rồi thì cái thiết tiếp chúng ta mở cái máy lên được rồi. Đó. Chức năng hàn miệng túi độc lập bảo quản thực phẩm, đồ có nước như nước sốt hay gia vị một cách tiện lợi và dễ dàng hơn cho gia đình. Hay việc sử dụng túi hút chân không dạng cuộn trở nên tiện lợi hơn cho gia đình. Chúng ta xài đến đâu chúng ta cắt đến đấy, sẽ không bị giới hạn về chiều dài. Còn chiều ngang thì chúng ta có thể lựa chọn theo yêu cầu. Thì phiên bản máy hút chân không P290BD có tính năng hàn độc lập giúp chúng ta sử dụng túi cuộn một cách dễ dàng hơn. Đầu tiên là chúng ta sẽ hàn một đầu trước của túi cuộn này, chúng ta đặt lên như thế này, sau đó chúng ta đóng nắp máy lại và sử dụng tính năng hàn độc lập của nó. Rồi, sau khi đã xong quá trình hàn độc lập thì đầu bên này của chúng ta đã hàn được rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ đo thực phẩm mà chúng ta muốn hút. Đây, ví dụ mình đang muốn hút hai chai bia này thì chúng ta sẽ đo tới đây, chúng ta cắt dơ ra. Dùng kéo cắt đầu còn lại. Đó. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ bỏ thực phẩm vào bên trong túi. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu quá trình hút chân không. Đầu tiên là chúng ta cho vòi hút chui ra và tiếp tục là chúng ta sẽ cho vòi hút nằm bên trong túi hút như thế này, hút căng mép túi, đóng nắp máy lại và bấm hút thôi. Đó. Rồi, sau khi báo hiệu tít tít, tôi cho mở nắp máy lên và kiểm tra thành phẩm thôi. Đây, bạn có thể thấy nó hút nát cả hai chai bia này. Đó. Rất là tiện lợi cho việc sử dụng trong gia đình. Thì chúng ta sẽ hút những loại cái thực phẩm khác nhau thì sẽ dùng những cái kích thước túi khác nhau. Đến tới là chúng ta sẽ sử dụng túi cuộn một cách linh hoạt và tuyệt vời đối với máy hút chân không P290BD phiên bản tự động này.